Đến năm 1975, sau cái ngày 30 tháng 4 thì tất cả mọi người đều tràn vào Sài Gòn và tất cả những người phương Bắc thì cười như điên dại vì sung sướng. Và riêng tôi thì đối với mọi người là một con điên, bởi vì lúc đó thì mọi người vô cùng sung sướng thì tôi khóc như là cha tôi chết. Vì tôi cảm thấy cuộc chiến tranh này là một cái trò đùa rất là ngu xuẩn của lịch sử. Tất cả năng lượng của một dân tộc dồn vào một sự phi lý. Và cái đội quân thắng trận thì lại thuộc về một thể chế man dợ hơn là những người thua trận. Để cho anh thấy rằng anh dạy máu tôi.
hoài không anh?